Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Vệ binh Nga lệnh lùng khóa trùng đầu nổ tên lửa Hima gần nhà máy hạt nhân Quốc. Mỹ lo ngại việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow ở Nga. Ukraine chiếm đóng Quốc sẽ khiến người dân Nga nổi giận với ông chủ điện Kremlin. Ba lan sẽ cạn kiệt kho dự trữ nếu tiếp tục cấp vũ khí cho ukraine bắn tan xe chở tên lửa hezbollah israel chiếm ưu thế vũ khí chính xác triều tiên lần đầu đăng ký tàu ngầm với tổ chức hàng hải quốc tế litva chuyển giao gói viện trợ quân sự mới cho ukraine ngoại trưởng ukraine thăm ba lan và bỉ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự từ eu Ngày 28 tháng 8, Tân Hoa Xã đưa tin, lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã vô hiệu hóa chùm đầu nổ của hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMA do Mỹ sản xuất gần nhà máy điện hạt nhân quốc. Tuyên bố ngày 28 tháng 8 của lực lượng vệ binh quốc gia Nga nêu rõ, khi đến nơi, các sĩ quan Rosvadia đã phát hiện một khối chứa 180 bộ phận tấn công chưa nổ, nằm cách nhà máy điện hạt nhân quốc 5 km. Lực lượng Nga đã vô hiệu hóa thành công chùm tên lửa này trên cơ sở tuân thủ các biện pháp an toàn. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về việc gây nguy hiểm liên quan an ninh hạt nhân kể từ khi Ukraine phát động một cuộc tấn công vào tỉnh quốc của Nga vào ngày 6 tháng 8. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy quốc, cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân ở đây. Tờ The Telegraph trích dẫn một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại rằng việc Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh ở Nga có thể dẫn theo leo thang xung đột Ukraine và lôi kéo quân đội Mỹ vào cuộc. Theo báo trên, Mỹ đã bày tỏ bất bình đối với cách tiếp cận của Anh trong việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, đồng thời lưu ý nhiều quyết định của London đã gây lo lắng ở Washington giữa lúc các quan chức tin rằng Anh đang cố gắng thúc đẩy họ đưa ra những quyết định tương tự. Vào tháng 7, chính phủ công đảng của Anh đã cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sử dụng tên lửa Storm Shadow ở Nga. Bộ Quốc phòng Anh sau đó đã phủ nhận thông tin này. Đại sứ Nga tại London, Andrei Kalin, nói với tờ Sputnik của Nga vào ngày 14 tháng 8 rằng các tuyên bố của các quan chức Anh về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow có bản chất rất mơ hồ, vì vậy chúng có thể được diễn giải khác nhau. Vào giữa tháng 8, tờ Times đưa tin chính quyền Anh đang chờ sự chấp thuận của Mỹ để cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow, nhưng vẫn chưa nhận được. Sau đó, tờ Telegraph đưa tin rằng mỹ vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ chính phủ anh nga cho biết việc cung cấp vũ khí cho ukraine cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp liên quan đến các nước nato trong cuộc xung đột Theo Reuters, ngày 28 tháng 8, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Cohen cho rằng quân đội Ukraine có ý định giữ lại vùng lãnh thổ Nga mà lực lượng Kiev đã chiếm giữ trong một khoảng thời gian và một cuộc phản công tiềm tàng của Moscow sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Phát biểu tại một hội nghị tình báo, ông Cohen lưu ý Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải đối phó với những phản ứng dữ dội trong xã hội của mình về việc để mất lãnh thổ của Nga trong khi đó, theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 7.000 quân nhân và 74 xe tăng kể từ khi phát động chiến dịch theo hướng quốc. Tuyên bố trên nêu rõ, tổng cộng, trong chiến dịch quân sự theo hướng quốc, kẻ địch đã mất tới 7.000 quân nhân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép và 210 ô tô. Riêng trong ngày qua, Ukraine đã mất tới 380 quân nhân và 30 xe bọc thép bao gồm một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh và 28 xe bọc thép chở quân, theo hướng quốc. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay các đơn vị thuộc nhóm phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân đội Ukraine và ngăn chặn nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine theo 7 hướng ở tỉnh quốc. Theo TASS, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysk thừa nhận nước này đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí mà họ có thể cung cấp cho quốc gia đông ông này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PAP, ông Kosiniak-Kamysk khẳng định, tính đến hôm nay, mọi thứ chúng ta có thể cung cấp cho Ukraine đều được cung cấp. Chính phủ Ba Lan, chính phủ đương nhiệm và cả chính phủ tiền nhiệm đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể cung cấp cho họ. Quan chức quốc phòng cấp cao Ba Lan chỉ ra rằng, đối với ông, An ninh của nhà nước Ba Lan luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định mà Váksava đều được đưa ra với mục tiêu an ninh của nhà nước Ba Lan. Ông Kosiniak Kamis kết luận, chúng ta biết rằng Ukraine cần nhiều loại vũ khí, nhưng các đối tác của chúng ta từ Ukraine phải hiểu rằng Ba Lan phải duy trì năng lực của mình. Đối với tôi, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, đây là ưu tiên hàng đầu. Trước đó, ngày 26 tháng 8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Warsaw đã cung cấp cho Kiev hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau, trong đó có xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lũ pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 25,9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 3,1 tỷ đô la Mỹ chi cho vũ khí. Một nguồn tin an ninh Liban ngày 28 tháng 8 tiết lộ, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một chiếc xe tải chở tên lửa của Hezbollah vào đêm hôm trước. Theo nguồn tin trên, không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào hai chiếc xe tải của Hezbollah, một trong những chiếc xe đã bị trúng đạn và một loạt tiếng nổ được nghe thấy trong khu vực. Vụ việc xảy ra cách thành phố Byblos của Liban khoảng 10 km, nơi được coi là thành trì của phong trào Hezbollah. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah đã xác nhận vụ tấn công và cho biết các loại đạn dược bên trong xe tải đã bốc cháy. Bộ Y tế Liban cho biết một người đã bị thương trong cuộc không kích. Hãng thông tấn AFP đã liên lạc với quân đội Israel để tìm hiểu về vụ việc, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Israel đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các đoàn xe tải ở miền đông Liban mà họ nghi ngờ là chở vũ khí cho Hezbollah từ nước láng giềng Syria. Xung đột giữa hai bên đã gia tăng từ ngày 25 tháng 8, sau khi Hezbollah thực hiện một loạt vụ tấn công rocket vào Israel để trả đũa việc, Israel đã sát hại chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Sukar của họ. Triều Tiên đã chính thức đăng ký 13 tàu ngầm với Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO, đánh dấu lần đầu tiên nước này công khai một phần năng lực hải quân của mình trên trường quốc tế. Theo thông tin ngày 28 tháng 8 từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dữ liệu từ hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu của IMO cho thấy danh sách đăng ký bao gồm tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo C, Jong Ung Kim Kun Ok, tàu ngầm lớp Sinpo Jong Ung 24 8 và 11 tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Sark 2. Tất cả đều được cấp số nhận dạng riêng của IMO với đơn vị đăng ký là Hải quân Triều Tiên. Trong số này, Jong Ung Kim Kunok là tàu mới nhất được hạ thủy hồi tháng 9 năm ngoái. Jong Ung 24 trên 8 từng được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, có năm đóng là 2016. Các tàu lớp xác 2 được đóng từ năm 2004 đến 2006, nhưng được cho là phiên bản cải tiến của lớp xác từ thập niên 1990. Mặc dù Triều Tiên được ước tính sở hữu khoảng 70 tàu ngầm, việc chỉ đăng ký 13 chiếc với IMO được xem như một động thái nhằm phô trương năng lực hải quân của nước này. Litva vừa chuyển giao gói viện trợ quân sự mới trị giá hàng triệu euro cho Ukraine, bao gồm các thiết bị quan trọng như máy nạp đạn và hệ thống chống máy bay không người lái. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Litva ngày 28 tháng 8, lô hàng viện trợ đã đến Ukraine cùng ngày. Ngoài các thiết bị quân sự, Gói viện trợ còn bao gồm giường gấp và các vật dụng hỗ trợ khác. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Litva đã cung cấp cho Kiev hơn 647 triệu euro viện trợ quân sự. Tổng số tiền viện trợ dài hạn của nước này cho Ukraine đã vượt 1 tỷ euro. Trong năm nay, Litva đã hỗ trợ Ukraine nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự đa dạng, bao gồm đạn pháo 155 ly, xe bọc thép, thiết bị chống máy bay không người lái, quần áo ấm mùa đông, đạn cho súng phóng lựu chống tăng, hệ thống kích nổ từ xa, máy phát điện và các bộ phận máy bay tấn công hạng nhẹ. Ngày 28 tháng 8, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuba bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Ba Lan và Bỉ nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự từ Liên minh châu Âu-EU và thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine tại Ba Lan ông cuba hội đàm với người đồng cấp pradosvab sikorsky và tham dự diễn đàn campus tương lai của ba lan ở thành phố austin tiếp đó ông sẽ tới bruxelles dự hội nghị không chính thức ngoại trưởng eu theo bộ ngoại giao ukraine các chủ đề chính trong chuyến đi bao gồm tăng cường hỗ trợ quân sự từ eu và các nước thành viên nâng cao năng lực phòng không đẩy nhanh đàm phán gia nhập eu của ukraine và vận động ủng hộ toàn cầu cho công thức hòa bình ukraine Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào ukraine ngày 26 và 27 tháng 8. Hội đồng Nato, ukraine cũng họp khẩn ngày 28 tháng 8 để thảo luận về tình hình. Trước đó ngày 26 tháng 8, ba lan thông báo một vật thể bay nghi là máy bay không người lái Sahet đã xâm phạm không phận nước này. Đại diện cấp cao eu, joseph borrell kêu gọi dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương tây để tấn công mục tiêu quân sự của nga. thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo